Dạ, khi em phát hiện ra khi đồng nghiệp em bị Covid thì sau 3 ngày thì em trong người em cảm thấy mệt, khi làm về cảm thấy mệt và thấy sốt thì em xét nghiệm nhanh thì nó dương tính với Covid. Cảm giác của em thì cảm thấy lúc đầu thì hoang mang, lo lắng, nhưng mà được sự hướng dẫn của đồng nghiệp những đã bị trước thì một phần nào đỡ lo lắng hơn và cũng dần điều trị tại nhà cũng dần được hồi phục. Dấu hiệu đầu tiên của em là sốt, sốt xong chuyển qua ho, cảm giác ở cổ thì nó gắt ở cổ, cảm giác cho ho 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 liên tục, rồi tiếp theo là cảm giác mất mùi mất vị, chán ăn, không muốn ăn uống nhiều. Trong quá trình điều trị thì em kiểu như là bị gì thì mình sử dụng thuốc đó, kiểu như sốt thì uống thuốc hạ sốt, ho thì uống thuốc ho, rồi dùng lá sông hoặc khò muối. Sau 3 ngày thì em được anh đồng nghiệp gửi cho bộ sản phẩm, gỗ 5 sản phẩm của True Natural, bao gồm là nước súc miệng thì súc một ngày khoảng 2-3 lần, viên uống xuyên tâm liên thì mỗi ngày uống một viên, giúp giảm đàm, đau họng, và em sử dụng nước rửa tay khô. Đến bây giờ em vẫn sử dụng vì nó dễ sử dụng, giúp da tay của mình không bị khô, và xịt họng keo ong để hỗ trợ để giúp giảm ho, giảm đờm. Thì lúc đó, thời điểm đó thì cổ em bị khô họng thì em xịt vô thì cảm giác rất là dễ chịu, không còn bị khô nữa. Và sử dụng tinh dầu sông thì nó dễ sử dụng hơn, không phải sử dụng lá sông mình mua ngoài chợ. Cái này thì nó rất là dễ sử dụng, thì mình chỉ cần nhỏ vào nước nóng, và xong rồi cảm giác thì rất là dễ chịu, cảm thấy thoải mái hơn và khỏe hơn. Sau khi sử dụng sản phẩm này 4-5 ngày thì cảm giác trong người khỏe khỏe hẳn lên. Thì em sẽ test lại thì mình vừa âm tính, thì cảm thấy rất là khỏe. Nhờ bộ 5 sản phẩm này thì giúp cơ thể mình khỏe hơn, chống được cái bệnh Covid. Cảm giác rất là vui, rất là phấn khởi, được trở lại với công việc của mình. Từ đó thì cảm thấy yêu quý sức khỏe của mình hơn. Thì sau khi hết bệnh thì em vẫn sử dụng cái bộ 5 sản phẩm này tiếp tục, nhưng mà em vẫn thích sử dụng nước rửa tay khô này nhiều hơn, tại vì nó không có những như sản phẩm khác thì nó giúp da tay mình rất là mềm và dễ chịu, không có như những cái sản phẩm khác nó khô tay. Với 5 cái sản phẩm như vậy thì nó tạo ra được một cái bộ sản phẩm 5 trong 1, nó gọi là bộ sản phẩm True Natural. Thì đây là một cái gọi là, tôi cho là một cái sáng chế rất là hay, bởi vì nó bảo tính toàn diện, tức là vừa uống vừa xông vừa xoa vừa xịt vừa xúc nhưng đồng thời nó lại là rất dễ sử dụng và đặc biệt nó an toàn, cho nên chúng ta có thể sử dụng rất là kéo dài mà rất là hay. Chứ có thể nói đây là bộ sản phẩm mà tôi cho là với cái thời buổi mà chúng ta bị dịch Covid hiện nay thì chúng ta nên tìm đến sản phẩm này và sử dụng. Chương trình ưu đãi hỗ trợ cộng đồng chỉ 999.000 đồng, sở hữu ngay bộ 5 chiến binh từ True Natural.